Rồi. Hello, xin chào anh em nhé. Thì thật sự mà nói thì mình sẽ kể cho anh em về một số vấn đề về game. Coi như là mình sẽ kể cho anh em một số vấn đề về game. Đó. Thì cách chơi thì game tựa bài Aiwin này mình đã làm rất là nhiều video rồi. Anh em có thể thấy mình làm không trên dưới 10 video là ít. Thứ hai, đó là tất cả các video của mình toàn là do mình tự quay hết, tiền do mình lạp vào. Ok chưa anh em? Chứ không có việc là mình ăn cắp video. Được chưa anh em? Còn những bạn nào mà tìm được cái tên trùm ấy, bạn biết tại sao không? Đó là bởi vì ấy, là bọn mình làm cùng trong ngành hết, thì dùng tài khoản của nhau là chuyện bình thường thôi, không có gì cả. Còn thứ hai ấy, còn game này có uy tín hay không? Nhiều người hỏi là game này có uy tín hay không? Thì mình xin đảm bảo rằng nó là uy tín nha anh em. Còn những cái bạn nào mà chơi như kiểu là chơi gấp thép hay là chơi quây bài thì những cái bạn đấy là coi như chơi gian lận thì bị khóa lích là chuyện bình thường nha anh em, không có gì cả. Còn thứ hai, đó là cách chơi như nào để không một chiến thắng, để chiến thắng. Và thứ ba, đó là làm thế nào để cầm cầm cự được cái lòng tham của mình. Thì cái này thì chỉ có kinh nghiệm anh em thôi, cái này chỉ có kinh nghiệm của bản thân mình rút ra thôi chứ không nói được đâu. Có những cái bạn này bảo là ôi giời ơi bỏ đi mà làm người, thì trong khi đó bán nhà bán xe để lạp vào chơi gỡ. Đúng không anh em? Tiền thắng thì không thấy đâu, nhưng mà cái lúc tiền thua ấy thì chỉ thấy lợ lần chồng chất. Cái thứ hai đó là anh em nếu mà có tỷ lệ tỉnh táo hay không ấy, anh em chơi nghĩ cho gia đình một tí, nghĩ cho sau hậu quả sau này một tí. Nếu mà anh em lạp 10 triệu đúng không, anh em lương tháng 20 triệu 30 triệu, anh em lạp 10 triệu thoải mái. Còn những cái bạn mà thật sự mà công việc ăn chưa ổn định ấy, thì tốt nhất là không nên chơi. Đừng có nghĩ rằng dễ kiếm, dễ kiếm thì nó cũng sẽ dễ mất. Đó thì mình tâm sự thực với anh em rằng thì ngày trước thì mình cũng thua thôi, mình chơi từ cái thời game Zik VIP bây giờ ấy. Bạn nào chơi từ thời Zik VIP thì chắc sẽ hiểu. Mình chơi cũng lâu rồi, cũng qua nhiều game rồi. Zik VIP này, Sunwin này, Lổ Hũ này, Go88 thì game nào nó cũng có cái nhược điểm và cái ưu điểm của nó cả. Nhưng mình theo mình thấy thì game Aiwin này nó có nhiều cái mình ưng hơn. Như là tỷ lệ lạp rút rất là nhanh. Đó, mình thật sự là mình thích cái lạp rút nhanh hơn. Cái thứ hai đó là nó có cũng có cách nhiều cách chiến thắng. Thì đây hôm nay mình chỉ có lạp 300 thôi. Rồi để mình xem các bạn xem có thể đánh lên được bao nhiêu nhé. Còn mọi người các bạn Zalo mình 0862568545. Mình sẽ cầu kéo cho anh em ngày kiếm 500.000 đến 1 triệu đơn giản luôn. Vốn 3 mét, ngày kiếm 500.000 đến 1 triệu anh em. Đều đặn như vắt chanh luôn. Còn bạn nào muốn hơn ý, thì có thể làm vốn hơn nhưng mình không khuyến khích hơn đâu, bởi vì các anh em biết đấy, cờ bạc mà đỏ đen, đỏ thì được đen thì chịu. Rồi ok, không nói dài dòng nữa, mình vào luôn nhá. Đây anh em vào game poker này cho mình. Thực sự thì game này là game ngày kiếm 500.000 dễ nhất. Hôm nay mình có vốn 300, mình đánh 50.000 thôi, tám không anh em? Anh em chọn xuống á, luật chơi thì nó đơn giản, nó ra một cái cây anh em chọn lên hoặc xuống 7 này, thì anh em cứ xem tỷ lệ nào cao thì anh em lên thôi. Đó, gì thì xuống rút. Đó anh em chơi thế này thì chơi một lúc, anh nếu anh em tỉnh táo thì nếu mà cầu khó quá thì anh em có thể nghỉ luôn. Như bốn này thì mình tự tin là có thể lên được. Sáu này nếu mà cầu khó quá anh em có thể nghỉ luôn, còn thì mình nghĩ là chắc là nó sẽ lên được. Đó, nếu như mà anh em tỉnh táo thì anh em có thể rút được. Còn nếu anh em muốn tham, đây ví dụ mình sẽ lấy ví dụ luôn, nếu mình rút vừa đấy là mình có thể lãi rồi, nhưng mà mình muốn hơn nói thì mình phải chịu trách nhiệm về hành động của mình thôi. 4 thì lên được này, 7 lên đi, 4 nha lên này, 9 xuống này, 5 lên được, lên luôn. Đó nếu mà rồi mình sẽ tập trung để đánh chơi chiến thắng nhá. Còn ai nói ai thì thôi, ai cũng có lòng tham cả, thì khuyên anh em rằng đánh nên tỉnh táo một chút. Mình nói là mình thế thôi nhưng mà nhiều lúc mình cũng ham lắm. Ngày mình có thể kiếm 1 đến 3 triệu cực kỳ dễ luôn. Nhưng mà nói thật với anh em rằng 1 đến 3 triệu ấy, đó trong game nó cực kỳ nhỏ luôn. Anh em đánh một hai tay hết luôn. Còn anh em kiếm công việc, công ăn việc làm ở ngoài thì kiếm 1 đến 3 triệu thì nó cực kỳ khó luôn. Đó. Rồi, mình đánh từ nãy toàn bị gãy thôi. Không hiểu. Rồi. Mình lên hẳn 100 mình phang luôn. Át thì chắc ăn xuống rồi này. Rút luôn nha em. Rồi mình sẽ làm hẳn 200 luôn.
Quy này. 9 rút luôn. Thấy khó quá rút luôn. Cây 8 này cực kỳ khó nha anh em. Cây 8 này nó ở tầm giữa, mình thấy cực kỳ khó luôn. Theo anh em chọn lên đây dưới. Dưới nhá. Ok. Rồi ok, rút luôn. Đó. Hai thì lên rồi. Anh em cứ đánh chắc cho mình, khó thì anh em hẳn kể cả lãi 1-200, cái 5.000 anh em cũng rút cho mình để đảm bảo số vốn của em mình. Có những cây như kiểu cây 9 này này, có thể tỷ lệ xuống nó sẽ dễ hơn. Đó, hai thì có thể lên rồi, đen lắm thì vào cây cây 2. Quy thì anh em liều hẳn cho mình xuống luôn, không việc gì phải sợ cả. Đó. Đó, vừa lãi mình 300, bây giờ mình lên 800 rồi. Được không anh em? Bây giờ anh em có thể hoàn toàn rút được luôn nhá. 6 này, có thể lên được này. Di có thể xuống được này. 3 thì lên chắc luôn. K thì xuống luôn. 2 thì việc gì xong lên. Đó. Được chưa? Được chưa anh em? Đó. Đấy là mình hướng dẫn các anh em cách chơi sao cho chiến thắng và chiến thắng cái lòng tham của mình. Được cái mình rút luôn, không có vấn đề gì cả. Ngày mai mình lại lạp vốn 300 nghìn vào mình chơi. Đó, thì hôm nay mình chỉ nói thế thôi. Còn anh em nào muốn cầu kéo các game này, mình khuyên anh em là tốt nhất là chỉ lên chơi một game để anh em quen. Nói chung là anh em gọi là anh em quen cái đường cầu ấy thì anh em sẽ dễ đánh hơn. Đừng anh em đừng có chơi nhiều game rồi cứ loạn cầu này cầu lọ nhá. Rồi ok, mình sẽ làm một ván nữa cho anh em. Đó, vốn 300 nghìn bây giờ lên 1 triệu 2. Được chưa? Đánh chưa đến 5 phút. Đây, khó vắt nghỉ luôn. Cây 9 là nói chung cây 9 với cây 8 rất là khó đánh nên tốt nhất mình nghỉ luôn. 6 thì tỷ lệ 7 8 9 10 di quy cả át nó rất là cao thì mình sẽ chọn lên. Át này xuống này. 4 lại lên được nha. K thì lại càng xuống được luôn. 3 thì lên chắc luôn. Đó, 4 lên luôn. Được chưa? Triệu 7. Lãi 1 triệu 4 trong vòng chưa đến 5 phút. Anh em ngày kiếm gì được 5 phút trong vòng ra kiếm 1 triệu 4. Rồi, hẹn anh em ở các video tiếp theo. Còn mình khuyên này, hôm nay mình cũng tâm sự với anh em luôn là Tết nhất đến nơi rồi. Ai cũng có công việc, gia đình, sắp xếp thời gian cho ổn định. Thứ hai, đó là mình đã không làm ra được rồi thì mình cứ đừng có phá. Đây mình cũng không nói động đến ai cả, mình chỉ khuyên anh em rằng đã không làm ra được tiền rồi thì đừng có phá của gia đình hay là bạn bè gì cả. Nha anh em, có thì mình chơi, hết thì mình bỏ. Thế thôi, còn thật sự anh em là mà còn cay cú nữa. Em đánh em phải gỡ này lọ. Rất nhiều bạn gửi Zalo cho mình rằng bảo anh ơi em thua mấy trăm triệu hay mấy chục triệu này. Mình nói thật với bạn mấy bạn rằng những cái người như thế thì kể cả anh em có giúp họ bao nhiêu lần thì họ vẫn thế thôi. Còn có mấy bạn đang là sinh viên học sinh. Trời ơi, sinh viên học sinh thôi, lấy tiền học bỏ ra chơi xong bảo anh ơi cứu em xong rồi thế này đó là anh mà không giúp được em sẽ chết hay là em bỏ nhà ra đi. Thì mình thật sự luôn nhá, mấy cái bạn đấy mình cho cút luôn. Được không anh em? Không phải mình giúp ở đây là thế nào, mình giúp chỉ muốn là anh em hiểu ra được vấn đề đó là cờ bạc thì luôn luôn lát thôi. Còn cái này nó gắn bó mình lâu quá rồi, bây giờ mình bỏ thì thật sự nó cũng như kiểu hút thuốc lá thôi anh em ạ. Anh em hút nhiều quá bây giờ nói bỏ, nói thì nói được nhưng mà bỏ thì rất là khó. Nhưng mà anh em làm sao nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình là được. Rồi anh em có thể kết bạn Zalo mình tâm sự 0862 568 545. Anh em có thể tâm sự với nhau thoải mái hoặc có thể cầu kéo ngày kiếm 500 nghìn 1 triệu. Ok, được luôn. Rồi. Mình sẽ làm một ván chơi lớn luôn. 5 lít xong rồi nghỉ nha anh em. Đây, cây 10. Thì theo anh em lên hay xuống. Nếu mà lên thì lại anh em được 3 x3 lên, còn dưới thì anh em chưa được x2. Anh em cược 500, nếu mà cây là cây JQKS thì anh em sẽ được 1 triệu rưỡi. Còn nếu mà xuống thì em được 780. Rồi, lên. Di là đấy nghỉ luôn không tham, nhất là cái cây di hay cái quy ấy mình nghĩ là anh em nên rút bởi vì tỷ lệ nó ra cái áp mình thấy khá là cao. Ok chưa anh em, cây 10 vẫn là cây 10, lần này 10 bích nhá, vừa lấy 10 rô thì mình sẽ vẫn là xuống thôi. Ok, mình đang định lên nhưng mà này 6 này lên được nha, K xuống được này, 5 lên được nha, K lại K bích nha anh em. Anh em để ý cái bích này cực kỳ khó luôn. Nhưng mà mình, nếu mà mình cho lên rồi thì anh em sẽ được khoảng mười mấy triệu đấy. Nhưng mà mình không khuyến khích anh em làm điều đấy. Cứ ăn chắc mặc bền cho mình. Được chưa? 4 lên được. Át thì chắc chắn xuống rồi.
Ba anh em có lên liều không? Liều chứ. Rồi rút luôn, được chưa? Rồi, hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây. Vốn 300.000, 10 phút lên 3 triệu. Lãi 3 triệu được hơn cho anh em. Anh em nào không mau kết bạn Zalo với mình thì rồi, chào anh em nhé. Hẹn anh em ở video tiếp theo.